giới tiên tri tiết lộ sự thật chấn động. Cuộc đời Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Phật trời độ mệnh, càng già càng giàu có. Từ 47 tuổi biết mà tránh xa ba điều này, ắt vận may bùng nổ, gặp thời phất mạnh, tiền về chật két. Thưa quý anh chị, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vì vậy, cuộc sống của người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người khi sinh ra đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ. Đúng như câu nói, ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Mậu Ngọ được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người, biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc của người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Mậu Ngọ là con giáp được luận giải về sự thật chấn động nhất trong đời, dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến Mậu Ngọ ngập trong đống nợ, khổ trong nước mắt, phải chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ giờ trở đi chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này, thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý suốt đời. Vậy ba điều đó là gì? Vận trình tử vi chọn đời của Mậu Ngọ sinh năm 1978 ra sao? Và sắp tới tương lai sẽ như thế nào? Quý Mậu Ngọ cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi khám phá ngay sau đây. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Năm sinh âm lịch, Mậu Ngọ 1978, địa chi, cứu nội chi mã, tức là ngựa trong chuồng, mệnh thiên thượng hỏa, là lửa trên trời, cung mệnh nam 1978, nam cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh, cung mệnh nữ 1978, nữ cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh, màu tương hợp, xanh, đỏ, màu tương khắc, đen, Phật ban phúc, Tỳ Sa Môn Bồ Tát, Phật ban trí, Đại trí văn thủ sư lợi Bồ Tát, Phật hộ mệnh sư Như Lai, Phật bảo hộ đại thế chí Bồ Tát. Hướng hợp nam 1978, bắc, nam, đông, đông nam. Hướng hợp nữ 1978, đông bắc, tây, tây bắc, tây nam. Con số hợp mệnh 3, 4, 9, con số khắc mệnh 1. Nói về tuổi Mậu Ngọ, xét theo yếu tố thiên can trong tuổi. Thiên can Mậu là thiên can đứng thứ 5 trong số 10 can. Trong thuyết ngũ hành, can này tương ứng với thổ và đại diện cho màu vàng, còn theo quy luật âm dương thì Mậu là dương. Tính cách người thiên can Mậu là hiền lành, trung hậu, tình cảm chân thật nhưng thầm kín và rất thật thà. Nếu người này có một bạn đồng hành cùng nhau tương trợ và giúp đỡ thì có thể cân bằng được tính đa cảm, đắn đo do dự của Mậu thổ. Can Mậu là những người có cá tính ổn trọng, trung thành và giữ chữ tín tốt. Họ rất coi trọng danh dự mặt mũi, vì thế nên tính tự ái cao và hay cố chấp ý kiến của chính mình. Người này tuyệt đối không thích cuộc sống mơ mộng, phù du và ghét những kẻ hay thay đổi quan niệm sống, kẻ thường hứa rồi không bao giờ thực hiện. Tính cách của nam mạng này thường nóng nảy, không suy tính kỹ trước khi làm, nên đôi khi gặp rắc rối trong công việc. Mặt khác, gia đạo của những người này rất hòa thuận, êm ấm. Tình duyên của nam Mậu Ngọ khá kén chọn, nên tuổi trẻ gặp nhiều buồn phiền không như ý. Nam Mậu Ngọ có đường công danh sự nghiệp lúc lên lúc xuống, khi còn trẻ và vấp nhiều, nên công việc chưa vững vàng. Tuy nhiên, nếu biết lên kế hoạch và chi tiêu hợp lý, thì vào năm 49 tuổi và về sau hậu vận người này mới được hưởng một cuộc sống an nhàn, lộc lá và may mắn. Tính cách nữ mạng này thường nhiệt huyết, sôi nổi, có trái tim ấm áp và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Nữ Mậu Ngọ có số sung túc ở thời kỳ tiền vận, trung vận gặp nhiều may mắn, thế nhưng khi về sau hậu vận cuộc đời tạm ổn chứ không có quá nhiều may mắn. Về tình duyên, bản mệnh có được nhiều sự yêu quý, tình cảm vợ chồng nở rộ vào thời đầu của hôn nhân. Tuy nhiên một số mâu thuẫn khó khăn sẽ xảy ra ở thời trung niên, cho nên hai người cần bình tĩnh và chung sức vượt qua. Tóm lại, người Mậu Ngọ có thiên can Mậu thường là người có số khổ trước sướng sau. Khi còn trẻ, Mậu Ngọ thường phải mưu sinh vất vả, thậm chí phải lên núi cao, xuống sông sâu mới có thể khẳng định được bản thân mình. Vì tính cách cố chấp nên thời điểm này, Mậu Ngọ thường hay va vấp, chưa thể tìm được định hướng đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, với sự cứng cỏi bẩm sinh, Mậu Ngọ vẫn có thể vươn lên sau sóng gió nếu được hưởng phúc đức của tổ tiên. Người thiên can Mậu dù vất vả thời tuổi trẻ, nhưng kể từ sau 40 tuổi, sẽ dễ làm giàu nhanh chóng, khẳng định được địa vị của bản thân. Mậu Ngọ thích hợp với các công việc như khai thác mỏ, dịch vụ cầu đường,
buôn bán nhà đất, vân vân. Hơn nữa suy nghĩ chu toàn, đầu óc kinh doanh tốt, lại có nhiều tham vọng về sự nghiệp, vận tài lộc của người tuổi Ngọ cực kỳ thịnh vượng, người này cũng rất hay được người khác phái giúp đỡ. Mậu Thổ có thuộc tính dương, nếu trong bát tự có chữ Mậu, chứng tỏ Mậu Ngọ này có thể đạt được thành công, tuy nhiên, thành công này mang tính quần chúng, mang tính quốc gia, chứ không mang lại nhiều lợi ích cho tập thể nhỏ, người tuổi Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, Mậu Ngọ lại là người thẳng tính, nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác, có rất ít bạn thân, nhưng vì có tấm lòng độ lượng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên trong cuộc đời luôn được may mắn và quý nhân giúp đỡ tạo nên nhiều thành tựu. Còn xét về địa chi trong tuổi, thì Mậu Ngọ có tính cách vận mệnh ra sao? Người sinh năm Ngọ tính tình rộng mở, tư duy mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, khéo léo trong giao tiếp, thể hiện rõ sức mạnh. Tính tình hay thay đổi dẫn đến sự thô tháo trong tính cách, sinh ra nổi loạn tâm tư thường bị thiêu đốt trong cơn giận. Người thuộc tuổi Ngọ dễ mắc lưới tình, nhưng thoát cũng rất nhanh. Nhìn chung, người tuổi Ngọ thuở nhỏ thường xa gia đình, họ có tinh thần độc lập, thường khởi nghiệp của bản thân từ khi còn trẻ. Tinh thần họ sung mãn nhưng nóng vội, ưu điểm lớn nhất của họ là sự tự tin mạnh mẽ, hòa thuận với mọi người, có khả năng thay thế hoặc quản lý tài chính. Người tuổi Ngọ nếu không giữ quy tắc thì nhập cuộc rất nhanh, thể hiện rõ nhất là gặp trong các hoạt động hội nghị, thường ưa những màu sắc gam nhạt, nếu không mặc trang phục hoa mỹ thì thường có tục khí. Người tuổi Ngọ thích rèn luyện trí lực và các hoạt động thể thao, mọi người có thể thấy điểm này qua sự linh hoạt của động tác, lời nói nhanh nhẹn, dáng vẻ hoạt bát. Họ có phản ứng nhanh, quyết đoán tại chỗ, nhược điểm lớn nhất của họ là không nhẫn nại, nhưng lại được cái linh hoạt, cởi mở, bổ khuyết trong. Ngọ trong phân chia thứ tự của phương Đông là thích chơi bời, ham hưởng lạc, họ thích náo nhiệt, cư xử khẳng khái, họ làm việc linh hoạt, giống như quan điểm tình yêu của họ. Khả năng linh hoạt và nhanh nhẹn của họ thường chi phối đến những người bên cạnh. Nhược điểm của người tuổi Ngọ là nóng vội, tính tình cố chấp nóng tính, nhưng khi sự việc trôi qua lại nhanh quên. Nhược điểm căn bản nhất là họ không thể nhận ra nhược điểm đó trong bản tính của mình và không thể trong nhất thời thay đổi được bản tính đó. Điều đó dẫn đến đôi khi vì nóng vội mà đắc tội bất kính với người, thậm chí còn tỏ thái độ thô tháo. Họ thường yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ như họ. Khi không đạt được hiệu quả như mong muốn thì bực tức, không vui thể hiện ngoài nét mặt. Họ thường cảm thấy thỏa mãn với thành quả của mình, nhưng thực tế làm việc lại rất kém. Đặc biệt khi có việc cần phải quyết gấp, họ thường thỏa mãn rất ấu trĩ với những thành quả nho nhỏ của mình, đồng thời say trong thành quả đó, nhưng lại vô cùng nhanh quên, làm việc hiếm khi chuyên tâm, đôi khi còn lạc đề. Người sinh tuổi Ngọ thường tự khen mình, lấy mình làm trung tâm, thích được người thân xung quanh phục vụ, hạng người này thường nói những điều hơn người, lấy suy nghĩ của người khác làm cách nghĩ của mình. Khi họ trình bày suy nghĩ thường khoa chân múa tay, dốc hết những điều suy nghĩ trong lòng ra thì mới yên dạ. Nếu muốn hiểu về người tuổi Ngọ, bạn phải biết điều này, anh ấy hoặc cô ấy luôn tin vào mục tiêu cuộc sống, đi tìm tự do cá nhân và cuộc sống hạnh phúc. Nếu như bạn cũng tán đồng với niềm tin này, nhưng cũng chưa chắc họ quan tâm, bởi vì họ chỉ quan tâm đến hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ nói chung không phải là người tham lam, khi họ làm việc gặp khó khăn họ chỉ bực tức, chứ không hề tính đến những âm mưu quỷ kế. Trên phương diện vật chất, người tuổi Ngọ không hề có lòng vụ lợi cá nhân, họ luôn quan tâm đến người khác và dùng lòng mình để thông cảm và đoàn kết nhất trí nội bộ. Vì thế không thể nói họ là người vị kỷ, họ không cố ý tạo ra sự thất vọng của người, mà chỉ là không chấp nhận người khác cưỡng bước quan điểm của họ khi hành vi mẫn cảm trong tư duy của người khác không hợp với mình. Người tuổi Ngọ lập tức có tâm lý bực bội, đối với những người tuổi Ngọ này rất hợp làm diễn viên nhưng không có khả năng trở thành một nhà giáo giỏi. Người tuổi Ngọ luôn hoạt bát vui vẻ trong cuộc sống, mặc dù có thể rất khó khăn, vì thế họ thường là người đem hơi ấm mặt trời đến trong đêm đông giá lạnh. Khi bạn đang thả mình vào hồi ức kỷ niệm thì họ đã không còn thấy dạng, khi bạn đang từ bỏ những ký ức thì họ lại xuất hiện như chưa bao giờ xa cách. Tư duy của người tuổi Ngọ khúc chiết, khá phức tạp, khiến người khác khó mà đoán định được họ đang nghĩ gì. Người tuổi Ngọ cũng giống như người bạn tốt tuổi Dần, vốn mình chịu thiệt nhưng vẫn luôn vung thóc đãi gà rừng, khi bạn chỉ ra lỗi của họ thì cũng không có ích gì cho công việc, dù họ có lỗi, nhưng lại tuyệt nhiên không bao giờ muốn nghe sự phê bình. Gắng gượng chỉ nói được câu lỗi của tôi, có thể lần sau bạn lại chỉ ra lỗi lầm của người tuổi Ngọ, nhưng họ vẫn giữ nguyên chủ ý cũ của mình. Đàn ông tuổi Ngọ đa số có vẻ ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt. Nam giới tuổi Mậu Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ, khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn thử thách họ rất ung dung tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên,
Người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, cho dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng tuổi Mậu Ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Người tuổi này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do, thoải mái, được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Phụ nữ tuổi Ngọ rất có sinh khí, cử chỉ nhanh nhẹn, trang điểm hợp mốt, nét đẹp hoạt bát, khỏe mạnh, ngón tay thon thả, dáng người cao ráo. Có thể làm MC hoặc có thể lái taxi, cũng có thể là người phụ nữ nói huyên thuyên bất tuyệt. Đối với những người này trong cùng một khoảng thời gian, họ có thể vừa sửa móng tay, viết thư, xem vô tuyến, chăm sóc con hay là gọi điện thoại. Họ cho rằng nghỉ ngơi là điều xa xỉ, vui thích hoạt động của họ đối với chúng ta mà nói. Đây là một sự lao động tiêu phí một cách trầm trọng sức lực. Nếu có người đề nghị leo núi, chỉ cần đợi họ sau 2 phút để chuẩn bị tư trang và nhan nhanh chóng tham gia vào cuộc hành trình. Tiếp theo, chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tài vận chọn đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ, cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc. Tuy thời trẻ vất vả đôi chút, nhưng nhờ sự nỗ lực trong công việc, nên không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Từ trung vận trở đi, người tuổi Mậu Ngọ có số may mắn được quý nhân phù trợ, tiền cứ ùn ùn chảy về túi, hậu vận rất an nhàn sung túc. Trong suốt cuộc đời Mậu Ngọ, họ rất tích cực làm việc và có nhiều mối quan hệ xã giao rộng khắp nên đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, cũng không ít thất bại do nóng vội chủ quan mà dẫn đến sai lầm khiến tiền bạc tiêu tán. Nếu con giáp này kịp thời sửa chữa, nắm chắc thời cơ, thành công tiền bạc sẽ ở ngay trước mắt họ. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bạn phải kiên định giữ chính kiến của mình. Đừng nghe lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ, phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý, có vậy mới có thể được thành công. Ngoài ra, thời điểm tài vận tốt nhất là khoảng từ năm 45 tuổi đến năm 50 tuổi. Hãy nắm bắt tốt thời cơ, bạn sẽ nhận được cơ may để đổi đời giàu có. Quý nhân giúp sức phát triển sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà bùng nổ rực rỡ, có thời điểm được thần tài chiếu cố nồng hậu, tạo cho cơ may kiếm tiền thuận lợi. Vì thế mà tiền bạc cứ ùn ùn chảy vào túi, dù là người làm công ăn lương hay người đầu tư cũng đều thu được nguồn lợi lớn. Đặc biệt, tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ trong năm 2024 khá tươi sáng. Theo những nhận định về sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ trong năm 2024, họ có nhiều cơ hội thăng tiến và mang về nguồn thu lớn hơn. Với người làm công ăn lương, nếu năm vừa rồi bạn phải trải qua nhiều chuyện khiến thất thoát tiền bạc, thì trong năm 2024 sẽ ổn định hơn trong tài chính và tiền bạc. Hơn nữa, có quý nhân phù trợ cũng giúp bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình sẽ nhận thành quả tương xứng. Việc được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương sẽ ở trong tầm tay. Tuy vậy, người thuộc tuổi này cần cẩn thận từng ly, từng tí để tránh xảy ra những sai sót dẫn tới đền bù thiệt hại hay thất thoát tài sản. Với người tuổi Ngọ kinh doanh, bản mệnh sẽ có một năm tương đối bình ổn, không có nhiều biến động lớn hay rủi ro. Nhìn chung, thu chi cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. Năm nay bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn, nhưng trên tinh thần chậm mà chắc, không nên nóng vội tránh thiệt hại tài chính và cần tỉnh táo để nhận ra chiêu trò của đối thủ. Hơn nữa trong làm ăn, nếu người tuổi Mậu Ngọ có thể kết hợp với những người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời. Sự nghiệp chọn đời tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi chọn đời sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ, tính cách hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Đa số Mậu Ngọ đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo, đặc biệt là Mậu Ngọ người này cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt. Hơn thế nữa, Mậu Ngọ còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo vát trong mọi chuyện của mình. Tín chủ được rất nhiều người yêu thương và quý mến, đồng thời Mậu Ngọ cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình. Bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho Mậu Ngọ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ từ người khác. Cuộc đời tuổi Mậu Ngọ thời trẻ diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi, có thăng, có trầm. Mậu Ngọ cũng có lúc đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng do tính tình nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi, khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có, nên thời trẻ họ thường khó có được sự nghiệp ổn định. Khi trưởng thành, tuổi Mậu Ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn
và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh. Họ nhiệt huyết hơn, nghị lực hơn. Mặt khác, Mậu Ngọ cũng đối xử tốt và chân thành với mọi người. Nhờ vậy mà càng về sau họ càng được nhiều người yêu quý. Có nhiều mối quan hệ tốt đẹp giúp đỡ họ trong công việc. Nhờ sự chân thành mà trời cũng ban cho họ những cơ hội mới để phát triển, xây dựng sự nghiệp vững chắc thành công ở độ tuổi 40 trở ra. Và theo tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ năm 2024, có nhiều chuyển biến tích cực và được dự báo là một năm đáng để mong đợi. Mặc dù các phương diện trong cuộc sống chưa tới ngưỡng được xem là lý tưởng, nhưng vẫn khiến người tuổi Ngọ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc nhờ thái độ làm việc tích cực, luôn tập trung cao độ và đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp tuổi Mậu Ngọ khẳng định vị thế của bản thân. Ngoài ra, những cống hiến của bạn còn có thể mang lại hiệu quả lớn trong công việc, giúp con giáp này được tin tưởng giao cho vị trí quan trọng, thậm chí là người đứng đầu. Nếu giữ vững được phong độ, tuổi Mậu Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong năm nay. Cát tinh cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tích cực, bạn làm quen được với những đồng nghiệp tốt, cùng chung chí hướng và luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn, nhờ có họ mà công việc của bạn luôn thuận lợi và suôn sẻ hơn, dù gặp khó khăn cũng đều có cách giải quyết nhanh chóng hiệu quả. Với người làm tự do, nếu nửa năm đầu chưa có gì thay đổi, thì người tuổi Mậu Ngọ vẫn có thể cố gắng để nửa năm sau gặt hái được những thành công ngoài mong đợi của mình. Bên cạnh đó, nhờ vào sự kiên trì bền bỉ, con giáp này cũng có thể vượt qua những trở ngại và tiến thêm một bước trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Người tuổi Mậu Ngọ dễ bị rung động vì vẻ đẹp của những người khác giới và dễ bị rơi vào vòng xoáy của tình yêu lúc nào không hay. Họ sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển lý trí của mình khi yêu một ai đó. Tuổi Ngọ chỉ biết lắng nghe theo lời trái tim mách bảo và hành động theo trực giác. Sự khéo léo trong giao tiếp khiến cho tuổi Mậu Ngọ được nhiều người yêu quý, đặc biệt là những người khác giới. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người theo đuổi và được cho là khá đào hoa. Tuổi Mậu Ngọ thời còn trẻ trải qua khá nhiều cuộc tình mới có thể tìm được người phù hợp với mình. Những người này thường kém may mắn trong tình yêu đôi lứa, phải trải qua nhiều cuộc tình, nhiều tổn thương. Tuổi Ngọ mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Những cuộc tình của họ nhanh chóng tan vỡ, một phần là do sự nôn nóng vội vàng và đặc biệt là tính cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ thích những mẫu đàn ông thông minh, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Họ luôn mong ước được cùng người mình yêu trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững. Khi đã lập gia đình, phụ nữ tuổi Ngọ sẽ hết mực chăm lo cho chồng con và những người thân trong gia đình. Đàn ông tuổi Mậu Ngọ thời còn trẻ ham chơi, thích tự do với cuộc sống bên ngoài, ít dành thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nhưng khi trưởng thành, họ có những suy nghĩ khác chín chắn hơn. Thay vì tụ tập bạn bè sau những giờ làm việc, họ quay trở lại với tổ ấm của mình, cùng ăn tối, nói chuyện với những người thân trong gia đình. Đối với đàn ông tuổi Mậu Ngọ, không gì có thể quan trọng bằng tình cảm yêu thương, sự hòa hợp của mọi người trong nhà. Về phần gia đạo, bạn được hoàn toàn êm ấm nhờ bản tính lương thiện tốt bụng. Tuổi Mậu Ngọ thường gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Gia đạo hòa hợp yên ấm, anh em trên dưới hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dù có những lúc xảy ra bất đồng mâu thuẫn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Mọi người đều sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, nhờ vậy mà gia đình sống rất hạnh phúc. Cuộc đời nam mạng Mậu Ngọ có nhiều thăng trầm vì nóng tính, tiền vận lắm vất vả, nhưng về trung vận và hậu vận an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Chuyện tình cảm gia đạo từ trung vận trở đi cũng có nhiều tốt đẹp. Nếu bạn sinh vào tháng 2, 3 hoặc 9 âm lịch, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi tình duyên hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 4, 6, 7, 8 hoặc 11 âm lịch, thì cuộc đời bạn ít ra cũng phải thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 1, 5, 10 hoặc 12 âm lịch, thì cuộc đời bạn hạnh phúc trọn vẹn, vợ chồng chung thủy. Còn đối với nữ tuổi Mậu Ngọ có tiền vận và trung vận sung sướng, nhưng về hậu vận thì chỉ được yên ổn cả về tình cảm lẫn tài lộc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6 và 10 âm lịch thì bạn có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu bạn sinh vào những tháng 2, 4, 7, 8, 9 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì cuộc đời bạn hoàn toàn hưởng hạnh phúc toàn vẹn. Tử vi chọn đời Mậu Ngọ về mặt sức khỏe. Mậu Ngọ có sức khỏe tốt, ít ốm, nhưng con giáp này rất hiếu động, việc làm bận rộn không muốn nghỉ ngơi, việc thức khuya dậy sớm ăn uống không điều độ là thường thấy. Mậu Ngọ nên quan tâm đến khung hình của mình nhiều hơn, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc, hãy quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn.
Một trong những yếu tố giúp bạn duy trì một cơ thể khỏe mạnh đó chính là thái độ tích cực, lạc quan, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Bạn cũng được sinh ra là để tới những nơi có không gian rộng mở, những nơi bạn có thể được tự do. Cuộc đời bạn là những chuyến đi chơi đó đây, chuyến du lịch cùng bạn bè, gia đình, nên cuộc sống bạn luôn tươi mới và đa màu sắc phong phú của cuộc đời. Phật cũng dạy rằng, đời người còn sống là thắng lợi, khỏe mạnh là giàu có, bình thản là an vui, sức khỏe không tự trời rơi xuống, tự mỗi người cần phải quán chiếu thực hành. Nỗ lực đạt được tất yếu sẽ bình tâm mà đón nhận những dông bão của kiếp người. Cuối cùng, cho dù bạn là ai, điều bạn yêu là chính bạn. Điều bạn thích cũng là chính bạn. Điều bạn yêu hay hận cũng là chính bạn. Bạn thay đổi thì tất cả đều thay đổi. Hết thảy của bạn đều là do bạn tạo ra. Bạn là tia nắng thì thế giới của bạn sẽ sáng rực rỡ. Bạn là tình yêu thì cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập yêu thương. Bạn là niềm vui thì cuộc đời, cuộc sống của bạn sẽ chan hòa tiếng cười. Vậy nên nhất định phải ghi nhớ, bạn muốn cuộc sống của mình như thế nào thì trước tiên bạn phải trở thành người như thế ấy. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tuổi hợp với Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ hợp với tuổi Mùi là quan hệ lục hợp, quan hệ thứ hai là tuổi Dần, tuổi Tuất. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện. Vạn sự thông, người tuổi Mậu Ngọ kỵ nhất là tuổi Tý, tuổi Sửu, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy, tuổi Mậu Ngọ, người sinh năm 1978 nam mạng, là mệnh tứ lục tốn mộc, hướng diên niên là hướng chính đông, ở đây có thể đặt bàn thờ thần tài, hoặc bàn làm việc để cầu may mắn. Nữ mạng là mạng nhị khắc khôn thổ, hướng diên niên là hướng tây bắc, nên bạn đặt bàn thần tài, hoặc bàn làm việc thì vạn sự thông. Hướng làm nhà, nam mệnh Mậu Ngọ, hợp với hướng bắc, hướng đông và hướng nam, đây là những hướng nhà rất tốt cho công danh và tài lộc của gia chủ, người trong nhà có thể đạt được địa vị cao trong xã hội, con cháu giỏi giang thành đạt. Nữ mệnh hợp với hướng đông bắc, tây bắc và hướng tây, Mậu Ngọ nữ mệnh ở nhà những hướng này được vinh hiển giàu có nhiều đất đai, nếu theo nghiệp kinh doanh thì làm ăn phát đạt, kinh doanh có lộc, có của ăn của để, con cháu thông minh thành đạt, gia đình hài hòa hạnh phúc, khỏe mạnh trường thọ. Phật bản mệnh của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ có Phật bản mệnh là Đại Thế Chí Bồ Tát. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình. Tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Nhận được sự bảo hộ của Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu người tuổi Mậu Ngọ mang theo những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành cát tường. Người sinh năm 1978 hợp màu gì? Tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, hợp với các màu đỏ, cam, tím, xanh lá cây, kỵ nhất là màu xanh nước biển và màu đen. Màu tương sinh của tuổi Mậu Ngọ, màu đỏ, là màu bản mệnh của người mệnh hỏa nên khá phù hợp với Mậu Ngọ. Màu xanh lá cây, mộc thì sinh hỏa, mà màu xanh lá cây là màu bản mệnh của người mệnh mộc nên khi sử dụng màu này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm thấy an yên, thư thái. Màu tím, màu cam là hai màu tương ứng cho người hành hỏa, mang đến sự sống vui tươi, phấn khởi, đại diện cho sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng. Màu tương khắc của tuổi Mậu Ngọ, màu đen, xám, xanh sẫm, bởi thủy khắc hỏa nên những màu thuộc hành thủy kỵ với người mệnh hỏa. Năm 1978 hợp số nào? Những con số đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay như số nhà, số điện thoại, biển số xe, vân vân. Đó là lý do ai cũng muốn kiếm cho mình những con số hợp với bản mệnh để gặp nhiều may mắn, cũng như phát tài phát lộc. Vậy người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 hợp số nào? Nam hợp các số 1, 3, 4, nữ hợp các số 2, 5, 8, 9. Quý vị thân mến, trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết chông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ từ bỏ, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm 3 điều dưới đây, nội tâm chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc phận tự nhiên sẽ đến. 1. Mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Trong tác phẩm Phá Diêu Phú, tác giả Lã Mông Chính viết, giàu sang thì ai cũng muốn, nhưng phúc lộc thì sao có thể cưỡng cầu. Con người thế gian cả đời đa phần đều theo đuổi danh và lợi. Vì để có danh và lợi, có người còn không từ một thủ đoạn tồi tệ,
hay phương pháp bất chính nào, nhưng cổ nhân thường nói, mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mà cưỡng cầu, nếu trong mệnh được an bài là có, thì cuối cùng sẽ có, còn trong mệnh không có, thì cho dù có cưỡng cầu như thế nào đi nữa cũng không chiếm được. Những điều nên đến, những người nên gặp, đến lúc thích hợp sẽ tự nhiên đến, chúng ta chỉ cần dụng tâm làm tốt những việc cần làm, hoàn thành tốt bổn phận chức trách của bản thân là được rồi. Trong Đạo Đức Kinh viết, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thiện cao nhất như nước, nước có thể làm lợi vạn vật mà không tranh giành. Nước là biểu hiện rất cao của sự thiện lương nơi thế gian, nuôi sống vạn vật, lại nguyện ý ở chỗ thấp. Nếu một người có thể làm được như thế, thì phúc lộc không cưỡng cầu cũng tự đến. Đó cũng chính là đạo lý, thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân, đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng người lương thiện phù hợp với đạo trời, nên như là được trời giúp. 2. Trên đời không có cái gì luôn cao quý và bất biến. Câu nói trên đời không có cái gì luôn cao quý, nhắc nhở chúng ta đừng quá ỷ lại vào người khác, bởi trên đời này không có quý nhân mãi mãi giúp đỡ chúng ta, như câu nói, dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngã, cậy người người chạy, chúng ta có thể nhờ vào người khác, nhưng không thể ỷ lại quá nhiều, ngược lại, một khi quý nhân ngã quỵ, bạn cũng gặp xui xẻo theo. Hành sự không có nguyên tắc cố định bất biến, và con người phải biết điều chỉnh hành vi theo sự thay đổi, ví dụ, khi duy trì các mối quan hệ, nhiều người chỉ chú ý đến đối phương là người hữu ích và quyền lực. Kết quả là một khi nhóm quan hệ được cho là có giá trị này không còn nữa, họ sẽ không còn gì cả. Cũng giống như trong môi trường công sở, nhiều người đã quen với sự ổn định hiện tại, thậm chí làm việc như một cái máy và quá quen nằm trong vùng an toàn. Song thời thế thay đổi, bạn cũng không thể chắc công việc cứ mãi như thế và liệu bản thân đủ năng lực để tranh đấu với thế hệ tiếp theo hay không. Lúc này đào thải là chuyện sớm muộn, vì vậy, người thông minh thường biết cách phán đoán và điều chỉnh theo tình hình thực tế. 3. Minh bạch điều bản thân theo đuổi. Sách Thái Căn Đàm viết, thế sự như ván cờ tranh đấu thắng thua thay đổi thất thường, con người một khi đã tham gia vào thì thường sẽ bị mê hoặc ở trong đó. Chỉ có người không chơi đặt bản thân ở bên ngoài mới có thể rõ ràng minh bạch, con người sống trên đời cũng giống như sinh sống trong một cái bình, bị phong bế ở trong, truy danh trục lợi. Cả đời bận bịu chỉ khi phá tan được cái bình ấy, người ta mới có thể hiểu được chân lý đời người, đạt tới cảnh giới siêu phàm, chỉ khi tất cả những giấc mơ tan vỡ. Người ta mới nhận ra rằng, hết thảy chỉ là hư không, Gia Cát Lượng từng viết, trong giới tử thư rằng, phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi chữ tĩnh vô dĩ trí viễn. Không theo đuổi danh lợi, sống cuộc sống đơn giản mộc mạc, thì mới hiển lộ ra chí hướng của bản thân. Không theo đuổi sự náo nhiệt, trong tâm an bình thanh tĩnh, thì mới có thể đạt được mục tiêu rộng lớn. Trong cuộc đời, ai ai cũng đều phải trải qua rất nhiều sự tình, sẽ có được danh lợi tài phú, sẽ có được tình yêu tình thân. Nhưng đừng để tâm chấp nhất, dính mắc vào nó. Đời người bất quá chỉ là mấy chục năm, vội vàng mà trôi qua, cho dù chúng ta có bất kể thứ gì, thì cuối cùng cũng hóa thành cát bụi. Chỉ khi chúng ta minh bạch được bản thân mình, thực sự nên theo đuổi điều gì, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, đó chính là phúc vận lớn nhất của đời người. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một đời an yên hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.